Xin kính chào quý khách hàng đến website giangnhaphố.com cũng như kênh fanpage và kênh YouTube là Giang Nhà Phố Bán Nhà Thủ Dầu Một Bình Dương. Quý khách hàng quan tâm nhà bán tại khu vực Thủ Dầu Một hãy đăng ký kênh để ủng hộ cũng như xem được những video nhà bán mới nhất và thực tế nhất nhà tại Thủ Dầu Một Bình Dương. Hôm nay em xin giới thiệu với khách hàng một nhà phố ở Phú Mỹ nằm trên mặt tiền đường DX34. Nhà diện tích là ngang 5 dài 22,2. Hướng nhà là hướng Tây. Được xây kiên cố là một trệt hai lầu, 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 phòng học, 1 phòng giặt. Có 2 phòng ngủ có vệ sinh trong. Hướng nhà là hướng Tây, phù hợp với khách hàng là mệnh Tây tứ trạch. Xung quanh là xây nhà đông. Đường trước nhà là đường nhựa 6m thông. Thông từ đường Đồng Kỳ Viết qua đường Mỹ Phước Tân Vạn. Nhà rất là thông thoáng. Sân trước nhà là sân 9m để được 2 chiếc ô tô bán tải, chỉ là khoảng 5 đến khoảng 7 chiếc xe máy thoải mái luôn. Tầng trệt được thiết kế là phòng khách, bếp, một vệ sinh. Nhà được trang bị đầy đủ nội thất, khách hàng chỉ việc dọn đồ và nội thất vào là ở. Được trang bị đầy đủ nội thất là tivi, tủ lạnh, máy giặt, bàn ăn, bếp ăn đầy đủ. Một điều đặc biệt ở cái nhà này em rất là hài lòng là vấn đề về phong thủy, thì có cái bếp nè và tủ lạnh nè hướng về trong nhà, là vấn đề về phong thủy nó rất là tốt. Thường thì những cái nhà khác diện tích nhỏ đều mắc một cái lỗi là bếp hoặc là tủ lạnh hướng quay ra cửa nhà, thì điều đó là vấn đề về phong thủy nó không được tốt. Nhà này thiết kế rất là hoàn hảo. Hướng bếp và hướng tủ lạnh đều quay vào trong nhà. Hai khu vực sau này là khu vực toilet, có bàn rửa tay riêng, toilet và vệ sinh, bồn tắm đứng. Hai khu vực nhà vệ sinh cũng có lavabo, bồn cầu, bồn tắm đứng. Trên lầu 1 sẽ có 2 phòng ngủ và 2 vệ sinh, có đầy đủ nội thất, có 2 phòng ngủ đều có sử dụng vệ sinh trong, rất là thuận tiện. Trên lầu qua mé bên đây là khu vực một phòng ngủ. Phòng ngủ đây cũng được trang bị đầy đủ nội thất. Giường nệm, tủ đồ giường, tủ quần áo. Khu vực đây là khu vực nhà vệ sinh. Có 2 phòng ngủ được trang bị vệ sinh trong, rất là thuận tiện nha khách hàng. Phòng ngủ ra đây có một cái ban công tối rất là mát. Em xin nhắc lại là nhà sân mình ở đây là được khoảng 11m để được 2 chiếc bán tải và khoảng 5-7 chiếc xe máy thoải mái luôn. Và đây là phòng ngủ thứ hai trên lầu, cũng được trang bị đầy đủ nội thất. Phòng ngủ ở đây thì nó rộng hơn tí xíu, cũng có giường nệm, tủ quần áo, nhà vệ sinh trong. Em xin nhắc lại là nhà nằm vị trí là đường DX04,
034 Phú Mỹ, thông từ đường Đồng Cây Viết ra đường Mỹ Phước Tân Giang. Nhà diện tích là ngang 5 và 22,2, được xây kiên cố là một trệt 2 lầu, 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh, 1 phòng thờ, 1 phòng học, 1 phòng giặt. Có 2 phòng ngủ có vệ sinh trong, được trang bị đầy đủ nội thất, sân để được 2 chiếc ô tô, bán tải luôn. Đó. Và khu vực này là nhà vệ sinh trong của phòng ngủ này. Lavabo bồn cầu đều là loại tốt hết. Lavabo bồn cầu tắm đứng riêng luôn, thoải mái. Trên lầu 2 sẽ có một phòng ngủ, một vệ sinh, một phòng giặt đồ phơi đồ, một phòng học, hoặc là chúng để phòng sinh hoạt chung ở trên lầu 2 cũng vẫn được, và một phòng thờ. Phòng ngủ cũng được trang bị đầy đủ nội thất, và phòng ngủ này thì không có nhà vệ sinh trong. Khu vực này chúng ta có thể để làm phòng đọc sách hay phòng học cho con, hay phòng sinh hoạt chung đều được. Ở đây thì cũng có một phòng ngủ. Phòng ngủ đây thì không có nhà vệ sinh trong, cũng đầy đủ nội thất. Và phía trước đây là phòng thờ. Phòng thờ thì cũng khá rộng. Phòng thờ để có cái ban công ra. Rồi, khu vực này là khu vực phòng giặt, để giặt đồ, phơi đồ. Chỗ này thiết kế sẵn đường ống của máy giặt sẵn rồi. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại 097 559 5679 hoặc website giangnhaphố.com. Với khách hàng quan tâm nhà phố tại Thủ Dầu Một, hãy đăng ký kênh để ủng hộ và nhấn chuông để theo dõi để xem được những video nhà bán mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng.